đối với Ly thì chắc chắn là mặt nạ sẽ là một cái bước rất là quan trọng để cho Ly prepping, chuẩn bị cho những cái buổi đặc biệt. Còn dĩ nhiên trong ngày cũng như là những đợt mà mình bị thay đổi thời tiết thì mình cũng sẽ sử dụng mặt nạ như là bởi vì cứu tinh để có thể bổ sung dưỡng ẩm ngay lập tức cho da của mình. Đối với bản thân Ly thì Ly rất ít khi theo các xu hướng. Ngày xưa cũng đã từng có lần khi mà mặt nạ lotion mask nổi lên thì mình cũng mua rất là nhiều những cái viên mặt nạ nén nhỏ và cũng cố gắng giục bản thân là phải làm những cái mặt nạ lotion mask đấy, nhưng mà nói thật là với công việc của Ly cũng như là hoạt động hàng ngày thì nhiều khi mình cũng rất là lười để sử dụng. Thế nên là sau đấy mình đã tiếp tục dùng những cái mặt nạ giấy khác. Còn ngoài ra thì những cái loại mà xu hướng mặt nạ dù là dùng hàng ngày thì bản thân Ly khi mà thay đổi thời tiết khá nhiều và cũng như là mình cảm thấy là da mình đang bị khô và thiếu nước thì mình cũng bổ sung bằng cái việc là mình sử dụng hàng ngày và mình thực sự là thấy nó có hiệu quả, đem đến lại cho da của mình khô nhanh hơn. Hãy theo dõi LBT Award 2019 để có thể bình chọn cho các sản phẩm làm đẹp mà bạn yêu thích nhé.